Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Thưa quý vị, chiều nay ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 4.482 ca mắc mới, tăng 54,2% so với tuần trước. Số liệu trên cho thấy tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Và theo đánh giá phân loại cấp độ dịch của Bộ Y tế thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang nằm ở cấp 3, tức vùng cam, nguy cơ cao. Từ ngày 25 tháng 11, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã triển khai cách ly tại nhà. Có 1.121 F0 không triệu chứng đang thực hiện cách ly điều trị tại nhà. Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các thành viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương đã thảo luận về giải pháp kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh như ra soát từng nhà để không bỏ sót đối tượng chưa chích ngừa, nhất là nhóm có bệnh nền, thừa cân, người già, kiểm tra quản lý chặt chẽ quy trình phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát huy vai trò của trạm y tế, tổ tư vấn sức khỏe cộng đồng trong cách ly, điều trị bệnh nhân COVID tại nhà, thay đổi cách truy vết tập trung vào ổ dịch lớn theo hội gia đình, nhóm dân cư, phân xưởng, chuyên sản xuất. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh, mặc dù tỷ lệ số F0 trong tuần qua tăng mạnh, tuy nhiên, tỷ lệ chuyển biến nặng và tử vong vẫn đang được kiểm soát. Bí thư tỉnh ủy đề nghị tiếp tục mở rộng đối tượng F0 đủ điều kiện điều trị ở nhà. Các địa phương chủ động đánh giá trước điều kiện cách ly ở nhà đối với những gia đình có nhu cầu. Đối với biến chủng mới Omicron, hiện tỉnh vẫn chưa có thông tin, hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế, nên Bí thư tỉnh ủy đề nghị Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch và Sở Y tế tiếp tục theo dõi và có thông tin kịp thời. Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan với biến thể Delta. Để phòng chống dịch hiệu quả, Bí thư tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và áp dụng đồng bộ các biện pháp 5K, cộng vaccine, cộng ý thức của người dân.